Bệnh viện chuyên khoa Kuwait là một trong số ít bệnh viện còn hoạt động ở Rafah có thể chăm sóc người bị thương hoặc bên bờ vực sống chết. Nhưng các bác sĩ đang rất quá tải cảnh báo rằng một cuộc tiến quân của Israel sâu hơn vào thành phố miền nam Gaza này có thể khiến một lượng lớn bệnh nhân mới đổ vào bệnh viện và đẩy họ vượt quá giới hạn của mình. Hiện tại, thuốc men và thiết bị thích hợp đang thiếu thốn. Sự cần thiết có mặt đội ngũ y tế trong khu vực này là rất quan trọng. Rất khó để bỏ mặc bệnh nhân trừ khi Israel đe dọa hoặc nhắm thẳng vào bệnh viện để tấn công. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình. Chúng tôi đã ở đây từ đầu chiến tranh cho đến bây giờ và tôi hy vọng Israel sẽ không nhắm vào chúng tôi. Họ sẽ không đe dọa chúng tôi. Tôi hy vọng toàn bộ đội ngũ y tế sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình cho những người bị thương, những bệnh nhân nguy kịch, những người mắc bệnh mãn tính mà việc điều trị rất phức tạp vì thiếu loại thuốc mà họ đang sử dụng. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã thành lập một bệnh viện dã chiến để cố gắng đáp ứng nhu cầu mà họ mô tả là quá lớn về chăm sóc y tế kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah bắt đầu vào tuần trước. Hệ thống y tế của Gaza gần như sụp đổ dưới sự bắn phá của Israel và người ta lo ngại sẽ có thương vong hàng loạt nếu Israel tấn công toàn diện nhằm tiêu diệt Hamas. Các bác sĩ ở Gaza cho biết họ thực hiện phẫu thuật kể cả các cục chi mà không dùng thuốc gây mê hoặc thuốc giảm đau. Với tình hình hiện tại ở dải Gaza, chúng tôi tin rằng bệnh viện dã chiến này sẽ đóng góp vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung ở dải Gaza khi phần lớn các cơ sở y tế không còn hoạt động. Phần lớn đã ngừng hoạt động và chúng tôi nằm trong số các bệnh viện dã chiến đang hoạt động vào thời điểm hiện tại để sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân bị thương. Việc đóng cửa cửa khẩu Rafah nối giữa miền nam Gaza và Ai Cập đã khiến nhiều bệnh nhân phải tìm cách điều trị ở nước ngoài. Nó cũng khiến việc cung cấp viện trợ, bao gồm cả vật tư y tế, trở nên khó khăn hơn nữa. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Tarek Jazarevic hôm 17 tháng 5 cho biết, tổ chức này đã không đưa được gì vào Gaza ngay từ trước ngày 6 tháng 5. Chúng tôi không có vật tư y tế, chúng tôi không có nhiên liệu, chúng tôi có các bệnh viện đang được lệnh sơ tán. Chúng tôi rơi vào tình thế chẳng thể di chuyển được đến đâu. Các nhân chứng và chuyên gia y tế cho biết quân đội Israel đã tấn công các bệnh viện, phong tỏa và giết hại các bác sĩ cũng như thường dân khác ở đó. Nhưng Israel phủ nhận điều này. Israel cho biết các bệnh viện ở Gaza được Hamas sử dụng làm căn cứ, nhưng cáo buộc này bị nhóm vũ trang Hamas và các bác sĩ bác bỏ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.